cụ thể, hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng phải bảo đảm an toàn phòng cháy, chất dễ cháy, nổ, phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, có giải pháp thoát nạn, chuẩn bị thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế để sẵn sàng chữa cháy, thoát nạn. Đối với loại hình nhà ở có quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn phòng cháy thì thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, ngoài việc bảo đảm các điều kiện nêu thì còn phải có giải pháp ngăn cháy giữa khu vực để ở với khu vực kinh doanh. Như vậy, một trong những điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy đối với nhà ở là có giải pháp thoát nạn, tức có thể hiểu là lối thoát nạn để sử dụng trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Báo cáo thẩm tra dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị cần tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở. Nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện. Nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện,